Ph phong Mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình chiến thức thứ ba ngày hôm nay và episode thứ bảy Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi tuần ngày thứ ba thì chúng ta vẫn có chương trình chiến thất ngày thứ ba. Tức là chủ yếu tìm hiểu xem về luật lệ cách làm việc chính sách của đất nước Hoa Kỳ. Tức là quốc hội và bên hành pháp như thế nào để chúng ta hiểu rõ hơn về cái hệ thống làm việc của chính quyền Hoa Kỳ. là Đây là cái chương trình đặc biệt để cho quý vị hiểu rõ hơn tất cả những quy tắc, những chính sách của quốc hội, của hành pháp và kể cả đôi lúc ở bên tối cao pháp viện. Quý vị, trong cái chương trình chiến thức thứ ba vào ngày hôm nay thì à, à, quý vị biết hôm nay thứ ba thì à, phía hạ viện hoa kỳ và các thành viên trong đảng cộng hòa sẽ có một phiên họp chiều tối ngày hôm nay và phiên họp này là sẽ quyết định xem ai là người sẽ trở thành chủ tịch của hạ viện Trước khi mà có cuộc bỏ phiếu trên toàn sàn Hạ viện 433 ghế vào ngày mai thứ tư. Do đó thì à, cái à, chương trình ngày hôm nay thì Phong có hai cái giải thích để cho khán thính giả hiểu rõ hơn là tại sao à, phải gấp rút và bầu chức chủ tịch Hạ viện, đó là điều thứ nhất và điều thứ hai, chúng ta đang có một người là quyền chủ tịch tạm thời của Hạ viện là dân biểu Patrick McHenry thì tại sao phải gấp rút như vậy và quyền hạn của quyền chủ tịch hạ viện như thế nào thì đó là một trong những cái bài giải thích ngày hôm nay của phòng để khán thính giả hiểu rõ hơn về những cái cách làm việc quy tắc trong sàn hạ viện cũng như dựa trên hiến pháp như thế nào đó là cái bài giải thích quý vị sau khi mà ông Kevin McCarthy đã bị loại trừ ra chức chủ tịch Hạ Viện vào ngày thứ ba tuần trước trong một cuộc bỏ phiếu bất ngờ. Và lúc đó thì cả dân biểu Mark Gareth là người đã đệ trình cái motion of vanquish, tức là một cái uh, dự luật gọi là làm trống cái ghế của uh, chủ tịch Hạ Viện. Và cuối cùng thì ông ta đã chiến thắng ông ta với lại 7 người khác trong đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu để mà tước bỏ, tức là bãi nhiệm cái chức chủ tịch Hạ viện của ông Kevin McCarthy. Và đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu 208 phiếu, tổng cộng là có 216 phiếu quyết định là hạ bệ ông McCarthy. Và việc này đã thành công vào thứ ba Thì ngay sau đó, ông dân biểu Patrick McHenry đã được đề cử làm quyền chủ tịch Hạ viện. Bởi vì trước đó thì ông gọi là Speaker Pro Term Speaker Pro Term tiếng Việt mình dịch là Phó Chủ tịch Hạ Viện Tạm thời dịch là như vậy Phó Chủ tịch Hạ Viện Cái vai trò này thì không có cái vai trò gì cả Rất là mờ nhạt Tuy nhiên nếu vì lý do nào đó mà chủ tịch hạ viện bị cái gì hoặc là bị tước bỏ giống như ông McCarthy thì ông thì cái người phó chủ tịch hạ viện sẽ lên tạm thời nắm quyền thay thế cho chủ tịch của hạ viện vậy thì quyền hạn của phó chủ tịch lên thay thế mà không có được bầu sẽ như thế nào đó là cái phần giải thích thứ nhất và cái phần giải thích thứ hai tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu rõ hơn về tại sao mà ngày mai là cái ngày mà bầu cử về chức chủ tịch hạ viện và nó cần phải tiến hành gấp thì tôi sẽ giải thích cái phần sau bây giờ phần thứ nhất là tôi sẽ giải thích về cái quyền chủ tịch hạ viện tức là pro term speaker thì quý vị đây là một cái à, cái quyền à, tức là một cái quyền chủ tịch tạm thời thì ông mặc Henry ngay sau khi nắm chức chủ à, quyền chủ tịch của hạ viện điều đầu tiên ông đã ấn định ngày là ngày thứ tư hôm nay thứ tư tuần này tức là ngày mai là cái ngày bầu chủ tịch hạ viện và thứ hai là ông ra lệnh cho bà Nancy Pelosi phải dọn ra khỏi ngay cái văn phòng đó trong vòng 24 giờ đồng hồ ok quý vị thì như vậy thì quyền của ông có được tới bao nhiêu và tại sao phải bầu cử gấp thì quý vị lần này thì nó có một cái vấn đề nó khác với cái lần bầu cử mặt thi lần trước lần trước bầu mặt Kathy mười lần toàn bộ hạ viện đều bị tất công việc lại hết tức là các công việc của hạ viện à, các cái dự luật đều phải bị ngưng lại hết bởi vì không có chủ tịch của hạ viện do đó tất cả cái dự luật được đưa ra thảo luận đều không được tiến hành và tất cả các chức chủ tịch của các quỹ ban trong Hạ viện cũng đã bị hết nhiệm kỳ. Do đó toàn bộ Hạ viện đều không thể làm việc được nếu không có chủ tịch của Hạ viện. Tại vì chủ tịch Hạ viện là người đã được bầu ở trong Hạ viện và quyền hạn có đầy đủ. Và quyền hạn đó bao gồm luôn việc thay thế ghế tổng thống nếu như chủ tịch Thượng viện là kim phó tổng thống và tổng thống có vấn đề. Thì ông chủ tịch Hạ viện hay bà chủ tịch Hạ viện sẽ trở thành tổng thống thì cái vị đó là cái quyền hạn thứ nhất và thứ hai là chủ tịch hạ viện sẽ bổ nhiệm tất cả các chủ chủ tịch của ủy ban tức là ở trong hạ viện có bao nhiêu ủy ban thì chức chủ tịch của ủy ban sẽ do chủ tịch hạ viện à, là người bổ nhiệm và sau khi bổ nhiệm xong thì những chủ ủy ban này sẽ làm việc theo cái tinh thần của họ và cái chuyên môn của họ thì cái vị do đó cái chức chủ tịch của hạ viện được gọi là nhân vật số 3 của hoa kỳ rất là lớn quyền hạn rất là lớn tuy nhiên Bây giờ thì ông mặc Henry tức là ông Patrick McHenry Henry là quyền chủ tịch hạ viện. Thì như vậy thì cái quyền hạn của ông có được giống như là chức chủ tịch được bầu hay không? Câu trả lời là không. Thì các vị câu trả lời thứ nhất là hôm trước tôi có giải thích là nếu như trường hợp mà tổng thống và phó tổng thống kiêm chủ tịch thượng viện có vấn đề, thì ông sẽ không được phép thay thế trở thành tổng thống, mà người thay thế là phó chủ tịch của thượng viện thì đó là bà Patty uh, Munray ở trên sàn thượng viện. Tại vì bà được là cái vai trò đã được phân bố, đã được bầu vào cái chức đó. thì cái chức đó nó mờ nhạt lắm, nó cũng giống như phó chủ tịch của hạ viện vậy, nó không bao giờ xuất hiện cả. nhưng khi mà có biến cố, thì cái vai trò của họ sẽ nổi bật lên. tương tự như ông mặt Henry bây giờ, thì cái vị thứ nhất là quyền chủ tịch hạ viện sẽ không được thay thế vị trí của tổng thống tại vì họ không được bầu ở trong sàn hạ viện, đó là điều thứ nhất là bị giới hạn. Điều thứ hai là không có quyền chủ trì trong các phiên họp về ngân sách quốc gia. Các cái dự luật ngân sách quốc gia thì chủ tịch của hạ viện được bầu mới được quyền à, quyết định để mà đưa ra cái à, việc các cái dự luật này. Còn quyền chủ tịch của hạ viện đó thì không được phép đưa bất kỳ một cái dự luật nào ra sàn hạ viện. Nếu nếu mà ổng à, chỉ là quyền chủ tịch thôi. Quyền chủ tịch nó khác với chủ tịch. Chủ tịch là được bầu, quyền chủ tịch là thay thế tạm thời. Thì cái vị trí thay thế tạm thời này sẽ không được phép đưa bất kỳ một cái dự luật nào ra sàn Hạ viện. Do đó quý vị, đây là cái quyền cái sự giới hạn của quyền chủ tịch Hạ viện. Và như vậy thì quyền lực ổng tới đâu? thứ nhất là ông có quyền điều hợp tất cả các cái cuộc tranh luận ở hạ viện trong những cái dự luật đã được đề trình trước đó thì bây giờ tiếp tục tranh luận thì ông vẫn được quyền để mà điều hành các cái cuộc họp này thứ hai là ông có quyền à, căn cứ trên cái protocol tức là cái à, tôn ti ở trong hạ viện ông có quyền à, có cái quyền gọi là sắp xếp các cái văn phòng ở trong hạ viện đó là cái quyền chủ tịch đó quý vị. Cái, cái quyền chủ thì do đó ổng phải sắp xếp là do đó tại sao quý vị thấy là ổng ra lệnh cho bà Nancy Pelosi là phải dọn ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tại vì bà ta được quyền ở trong Hạ Viện. Bởi vì bà ta là cựu chủ tịch Hạ Viện. Tức là former speaker. Do đó bà ta vẫn có cái văn phòng trong đó. Nhưng bây giờ thì cái văn phòng đó phải nhường lại cho ông Kevin McCarthy. Tại vì Kevin McCarthy bây giờ là cựu chủ tịch Hạ Viện. Do đó thì bà ta phải nhường cái văn phòng này ra cho ổng Và dọn đi nơi khác Dọn ra bên ngoài quốc hội Bà ta không còn vai trò gì cả Tại vì quyền chờ cái người cựu chủ tịch là cái người mà kế tiếp thôi Tức là họ vừa rời khỏi chức vụ Thì họ vẫn còn được cái văn phòng trong đó Còn nếu mà có một cái người lót ở giữa rồi là họ đi ra thì do đó ông McHenry, ông McHenry đã ra lệnh cho bà Nancy Pelosi là trong vòng 24 giờ phải dọn ra hết. Lý do Lý do là bởi vì ổng cần cái văn phòng đó cho McCarthy. Văn phòng của McCarthy, ổng ngồi. Ổng là người quyền chủ tịch Hạ viện, ổng ngồi trong văn phòng của McCarthy. thì McCarthy đi xuống cái văn phòng của bả thì bả phải đi ra. Thì cái này là cái quyền cho phép cái, cái 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 sự cho phép trong quyền hạn của quyền chủ tịch Hạ viện. Là và thứ nhất là tôi có có tôi phải đúc kết lại. Thứ nhất là quyền chủ tịch Hạ viện vẫn có quyền tiếp tục đà, đà điều hành các cái cuộc tranh luận cho những dự luật đã được đệ trình trước đó, thì à, ông sẽ ngồi điều khiển bằng cái búa, tức là à, ông điều khiển tất cả các cái cuộc tranh luận này, đó là điều thứ nhất, tức là cho ai nói, người nào nói, bao nhiêu phút như thế nào, ông quyết định được, tại đó là quyền cho phép ông làm điều đó, và thứ hai là à, thực hiện những cái uh, protocol, tức là những cái tôn ti và những cái quy định ở trong hạ viện đã có thì trong cái quy định đó chỉ có cựu chủ tịch hạ viện mà cái à, vừa mới nhớ, hết nhiệm đó mới được ngồi ở trong đó thôi. Thì ổng có thể đặt lại tất cả các văn phòng trong đó thì ổng được cái quyền hạn này gáy okay. và cái quyền hạn thứ ba là ông có quyền lên lịch cho tất cả những cái uh, dự luật cần thiết lên lịch thôi quý vị, nhưng mà còn quyết định bỏ, bỏ ra hay không thì không biết đâu, không không được đâu. Và cuối cùng ông là người quyết định cái cuộc bầu cử chủ tịch hạ viện là khi nào. Ông lên lịch và cho biết cái ngày bầu cử của chủ tịch hạ viện như thế nào. Đó là cái quyền hạn bị giới hạn của quyền chủ tịch hạ viện tức là ác mà quý vị có thể gọi, có thể gọi là acting speaker hay là speaker pro term cũng được tại vì nó đồng nghĩa cái okay, là quyền chủ tịch thôi chứ không phải là chủ tịch thật sự thì quý vị đây là cái quy tắc ở trên sàn hạ viện theo hiến pháp theo hiến pháp cho phép thì quý vị đó là cái điều thứ nhất giải thích cho quý vị hiểu rõ và bây giờ bước qua từ cái điểm này chúng ta mới bước qua được cái phần thứ hai là tại sao phải bầu gấp chức chủ tịch hạ viện là bởi vì Giống như tôi nói Quyền chủ tịch Hạ viện không được phép Đưa bất kỳ một dự luật nào ra sàn Hạ viện Sàn Hạ viện là 433 ghế Lúc trước là 435 ghế Nhưng bởi vì có hai ghế trống Cho nên bây giờ chỉ còn có 433 ghế mà thôi Thì bất kỳ một dự luật nào Mà được đưa ra sàn Hạ viện Đều phải là một chủ tịch có đầy đủ thẩm quyền Thì ông Mark Henry không có đủ thẩm quyền đó Do đó là ông phải xét trong vòng một tuần lễ thôi. Trên nguyên tắc phải sớm hơn. Nhưng mà ông muốn tất cả mọi người trong Hạ viện phải bình tĩnh. Do nên ông mới xét ra một tuần lễ. Để mà có cái sự sắp xếp lại. Chứ chính ra quý vị khi mà không có cái đó thì trong vòng 3 ngày là phải tổ chức lại một cuộc bầu cử trước Chủ tịch Hạ viện liền. Tại vì có rất nhiều những dự luật đang chờ được đưa ra sàn Hạ viện để tranh luận và bỏ phiếu. Do đó quý vị cái gấp gáp kỳ này là phải chọn ra một chủ tịch Hạ Viện. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, như vậy, thì à, nếu như trường hợp mà không bầu được, không bầu được chức chủ tịch Hạ Viện, liệu là kéo dài cho tới ngày 17 tây tháng 11 đi. Thì quý vị, như vậy thì toàn bộ Hạ Viện có quyết định được chuyện gì hay là có làm được việc hay không so giống như lần trước của thi khi mà ông ta ra ứng cử chức chủ tịch hạ viện tất cả công việc của hạ viện đều bị đình trệ lại hết phải chờ có chủ tịch mới có mới mới làm việc được nhưng mà lần này có giống như lần trước không câu trả lời là không tức là những công việc của các quỹ ban vẫn tiến hành bởi vì mặc dù không có chủ tịch hạ viện nhưng vẫn có chủ tịch của các quỹ ban do đó họ đang làm công việc của họ dở dàng, họ vẫn tiếp tục công việc của họ còn lần trước của mặt ca thi đó mà ra tranh tranh chức chủ tịch hạ viện mà 15 lần bỏ phiếu đó là bởi vì tất cả các chủ tịch của ủy ban đã hết nhiệm kỳ họ phải trả lại chức chủ tịch trong ngày hôm đó để cho chủ tịch của hạ viện là cái người quyết định bổ nhiệm ai đứng đầu các ủy ban thì khi có người đứng đầu các ủy ban thì các ủy ban mới làm việc được do đó cái lần của mặt ca lần trước là toàn bộ hạ viện bị ngưng động công việc trong mấy ngày trời trong cuộc bỏ phiếu là bởi vì không có chủ tịch các quỹ ban còn lần này nó khác ở chỗ là các quỹ ban vẫn đang có các chủ tịch gồm có quỹ ban tư pháp quỹ ban đối ngoại quỹ ban đường hướng và trách nhiệm quỹ ban giám sát quỹ ban về tài chánh quỹ ban về ngân hàng quỹ ban về môi trường tất cả các quỹ ban đều có những chủ tịch do đó lần này mà cuộc bỏ phiếu có kéo dài đi nữa nó không ảnh hưởng tới cái công việc của quốc hội đang làm việc. Tức là chủ tịch các quỹ ban vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Có điều là nếu không có chủ tịch Hạ viện thì không có một dự luật nào được đệ trình ra sàn Hạ viện cả. Do đó, cái điều khác biệt của hai, hai lần, lần tháng giêng vừa rồi với McCarthy và lần này với lại cái cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra vào ngày mai. Thì quý vị, thì lần này lý do mà tại sao phải gấp gáp đưa ra là bởi vì có 12 dự luật ngân sách quốc phòng uh, ngân sách của của liên bang cho năm tới cần phải được thảo luận và cần phải được tranh biện và quyết định gõ búa là chủ tịch của hạ viện. Do đó quý vị, ông mặc Henry lại không có thẩm quyền này. Vì vậy mà bắt buộc phải bầu chức chủ tịch Hạ viện. Bởi vì trước đó ông McCarthy đã thông qua cái ngân sách tạm thời gọi là CR. Thì cái ngân sách tạm thời này cung cấp nguồn tài chánh cho chính quyền liên bang 45 ngày để giữ cho chính quyền liên bang mở cửa và tiếp tục hoạt động cho tới ngày 17 tây tháng 11. Nhưng mà trước ngày 17 tây tháng 11 thì toàn bộ Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu cho 12 dự luật chi tiêu của chính quyền liên bang nếu mà không thông qua được thì quý vị coi như chính phủ sẽ bị đóng cửa do đó nếu mà muốn thông qua thì phải do chủ tịch của hạ viện đưa ra chủ tịch của hạ viện đưa ra để mà tranh, để mà tranh cãi nhưng mà quyền chủ tịch thì không có cái thẩm quyền này chỉ có chủ tịch được bầu thì mới được cái thẩm quyền đưa ra thôi Do đó tại sao mà quý vị thấy là chỉ trong vòng một tuần lễ là phải bầu ngay cái chức chủ tịch Hạ Viện. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai, nó cũng gấp rút là do cái tác động từ bên ngoài. Có nghĩa là cái cuộc uh, chiến giữa phía Israel, tức là phía Do Thái và Hamas, nó đang thúc đẩy phía Hạ Viện là phải đưa ra cái ngân sách, đưa ra cái ngân sách hỗ trợ cho Do Thái. Mà quyền chủ tịch Hạ Viện thì không có cái thẩm quyền đưa những dự luật này ra. Sàng Hạ Viện. Do đó quý vị, lần này sẽ là cái cuộc bỏ phiếu. Thì ngày hôm nay, bên đảng Cộng Hòa sẽ họp lại. Có thể là ngày mai, nếu cái đảng Cộng Hòa đi được cái thống nhất, thì ngày mai bỏ phiếu chỉ một lần. Nếu chiều ngày hôm nay đảng Cộng Hòa thống nhất chọn ai giữa ông Steve Kalis là dân biểu của Louisiana và ông Jim Jordan là dân biểu của Ohio. <laughs> thì quý vị, giữa hai người này chiều nay toàn bộ 200, 21 thành viên của Đảng Cộng Hòa sẽ nhóm họp lại. Và họ sẽ quyết định bằng lá phiếu của họ ở trong nội bộ trước. Là thống nhất chọn ai. Và dành cho tất cả hai người đó phát biểu quan điểm của mình. Rồi để cho tất cả thành viên trong Hạ Viện có thể suy nghĩ. Tức là những thành viên của Đảng Cộng Hòa là chọn người nào. Thì chiều ngày hôm nay là bên Đảng Cộng Hòa nhóm họp trước. Để ngày mai ra sàn Hạ Viện. Nếu trường hợp, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là họ thống nhất là một bên nhượng bộ và chỉ chọn một người thôi. thì cuộc bỏ phiếu ngày mai chỉ diễn ra một lần. toàn bộ đảng cộng hòa sẽ bỏ phiếu cho một người. đó là cái uh, yếu tố mà cho, cho thấy là nhanh gọn lẹ. thì cái là, là 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 sau cái phiên họp chiều nay mà họ thống nhất được thì ngày mai chỉ bỏ phiếu một lần thôi. còn nếu như chiều tối ngày hôm nay mà vẫn có những cái sự tranh cãi, tức là chưa biết chọn ai, thì quý vị ngày mai Cuộc bỏ phiếu tôi không biết kéo dài bao nhiêu lần. Tại vì ngày mai đó, một phần của Đảng Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu cho ông Steve Callis Một phần sẽ bỏ phiếu cho ông Jim uh, Jordan. Thì quý vị, như vậy thì cái khối phiếu của Đảng Cộng Hòa bị chia hai. Không đủ túc số 217 phiếu. Trên nguyên tắc của Sàn Hạ Viện là 218 phiếu. Nếu như có full house, tức là có đầy đủ thành viên là... 435 ghế <laughs> Nhưng bây giờ trên sàn Hạ Viện chỉ còn có 433 ghế Cho nên chỉ cần 217 ghế là đủ Thì quý vị, ông Jim Jordan và ông Steve Kalis có thể hai người không đủ túc số không đủ túc số thì phải tiếp tục đi vào cuộc bỏ phiếu cho tới khi nào một bên đủ túc số 217 phiếu thôi. Thì nó sẽ có những cái cuộc thương thảo giữa đôi bên tương tự như vừa rồi của McCarthy nếu trường hợp mà phiên họp họp chiều tối ngày hôm nay mà đảng cộng hòa không đoàn kết thống nhất được người nào thì phiên họp phiên bỏ phiếu ngày mai nó sẽ đi trở ngại đảng dân chủ sẽ dồn phiếu cho ông karim jeffrey ổng là người da đen ở new york và ổng là chủ tịch khối thiểu số của hạ viện thì 212 phiếu của đảng dân chủ sẽ dồn cho ổng thì ổng vẫn còn thiếu 5 phiếu tức là đảng cộng hòa không ai bỏ phiếu cho ổng hết thì đảng cộng hòa nắm quyền đa số mà thì do đó lần này thì coi như là đảng Dân Chủ sẽ cương quyết giống như lần trước là 212 phiếu dành cho Jeffrey. Còn phía của đảng Cộng Hòa thì sẽ bị chia rẽ bởi hai khối phiếu. Như vậy thì nếu cái kịch bản thứ hai xảy ra thì chúng ta sẽ không biết được nó kéo dài bao nhiêu ngày. Nhưng càng kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái dự luật của liên bang vào tháng 17 tới tháng 11 nó rút ngắn cái thời gian nó lại. Thì quý vị, họ sẽ phải chạy và sẽ phải thức cả ngày lẫn đêm. Tức là họ sẽ không về nghỉ ngơi được. Họ phải ở trên sàn quốc hội liên tục luôn. Tức là từ sáng vô, 8 giờ sáng vô, 11 giờ 12 giờ đêm nhiều khi 1 2 giờ sáng về thì họ ngủ luôn ở trên sàn, họ ngủ luôn ở trên sàn quốc hội nếu không thông qua được nếu mà cuộc bỏ phiếu này diễn ra như vậy thì quý vị nhiều nhiều dân biểu sẽ phải ngủ luôn trên cái sàn bỏ phiếu do đó sẽ có những cái hình ảnh à, các dân biểu mà ngủ gục lên ngủ gục xuống ở sàn hạ viện và nó kéo dài liên tục cho tới khi có kết quả nó sẽ kéo dài liên tục cho tới khi có kết quả chung cuộc thì điều này có nghĩa là gì quý vị các dân biểu của liên bang sẽ phải làm việc liên tục và không có về nhà được thậm chí là họ sẽ quyết định ở lại đó ngủ luôn ngủ ngay trên cái sàn bỏ phiếu luôn còn những người có văn phòng thì có thể vào văn phòng của họ ở đó còn những người nào có văn phòng ở bên ngoài đó thì lặng quạng họ ngủ luôn trên cái sàn đó luôn cho tới khi mà à, cái sàn bỏ phiếu đó à, chấm dứt và có kết quả do đó thì quý vị thường thường tới mùa bầu cử quý vị thấy các đối thủ chính trị đó tung hình của đối phương lên để chi chét đó thì quý vị vẫn thường bắt gặp cảnh mà thấy dân biểu ngồi ngủ gục ở trên cái 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 ghế của mình đó. Thì quý vị thật sự thì chúng ta phải nhìn một cách rõ nét, họ rất mệt mỏi. Nhiều khi họp 4 ngày 5 ngày liên tục. Họ không có giờ ngủ. Tại vì phải thông qua nhất là cái giai đoạn sắp tới nè. Cái giai đoạn sắp tới là đến ngày 17 tây là hết hạn rồi. Mà không thông qua được. Không thông qua được đó quý vị thì họ không ngủ được và chính phủ sẽ đóng cửa do đó 12 cái dự luật ngân sách này chi tiêu này đó là phải được thông qua trước ngày 17 tây do đó họ không thể về nhà được họ không thể về nhà được và nếu như mà bị đóng cửa thì họ sẽ bị tất lại ở DC cho qua khỏi cái mùa lễ của Christmas và New Year luôn nhiều khi họ sẽ bị kẹt ở đó là không về nhà được luôn không về ăn lễ của gia đình được luôn Do đó quý vị đó là cái những cái gì mà nó sẽ xảy ra Còn nếu như mà họ thống nhất được Thì nó bị kẹt một cái là còn lên sàn thượng viện nữa Mà sàn thượng viện thì đảng Dân Chủ nắm Và nếu đảng Dân Chủ phản đối Thì vẫn bị bế tắc Đảng Dân Chủ mà phản đối ở trên sàn thượng viện Cái ngân sách của 12 cái gì luật ngân sách này đó quý vị Hoặc là họ trận lại đó Thì nó không có lên được sàn thượng viện Thì lại phải đàm phán tiếp rồi á cho tới khi nào mà đôi bên Thượng viện và Hạ viện thống nhất một cái phiên bản Lúc đó mới tới bàn tổng thống Mà tới bàn tổng thống mà không vừa ý ổng Ổng ký phủ quyết thì, thì coi như là cũng bế tắc luôn Chính phủ vẫn đóng cửa như thường Thì quý vị đây là cái lộ trình làm việc của Quốc hội Hoa Kỳ Cái ngân sách cho tài khoá của năm tới Do đó giải thích một lần để cho khán thính giả hiểu được về cái vai trò của quyền chủ tịch hạ viện và thứ hai tại sao phải gấp rút và bỏ phiếu chọn ngay một chủ tịch mới là bởi vì những công việc ở phía trước đang bị dồn lại và sợ rằng là họ không có đủ thời gian để mà thông qua tất cả những cái dự luật liên quan tới ngân sách chi tiêu của chính phủ và chưa kể là phải chừa ra một cái khoảng thời gian để còn điêu với lại đảng dân chủ ở thượng viện nữa Chính vì vậy mà ngày mai cuộc bỏ phiếu diễn ra và chúng ta chỉ có cầu nguyện là hy vọng Đảng Cộng hòa chiều tối ngày hôm nay họ sẽ thống nhất cho người nào. Còn nếu mà chiều ngày hôm nay mà họ không thống nhất được thì cuộc bỏ phiếu ngày mai có thể là nhiều lần, có thể còn nhiều hơn cả cái lần của McCarthy nữa. Cho tới khi nào chọn ra được chủ tịch thôi. Thì quý vị, đây cũng là một trong những cái điều độc đáo của cái quốc hội Hoa Kỳ. Và nó được quy định trong hiến pháp, không ai cãi được hết. Và cũng không tu chính được luôn và đó là một trong những cái mà tôi muốn chia sẻ cho các khán giả hiểu rõ hơn về cái lộ trình làm việc của quốc hội Hoa Kỳ. Tại vì quốc hội Hoa Kỳ là cái nơi ra luật. Mỗi một cái ngân sách tiêu xài của chính phủ đều được duyệt bởi quốc hội và được đệ trình ở hạ viện. Và thứ hai, họ có trách nhiệm tu chính tất cả những cái đạo luật nào mà nó không còn thích hợp hoặc là tu chính một cái điều gì đó trong hiến pháp để phù hợp với cái giai đoạn mới nhưng mà cái việc tu chính hiến pháp thì rất là khó tôi nói là nó đòi 2 phần ba phiếu ở trong hạ viện lần rồi 2 phần ba phiếu ở trong thượng viện thì lúc đó nó mới được tu chính được một chữ trong hiến pháp thôi và có những cái luật lệ quý vị có những cái điều mà tu chính đó quý vị không những là 2 phần ba phiếu của hạ viện hoa kỳ 2 phần 3 phiếu của Thượng viện mà nó còn đòi hỏi 2 phần 3 phiếu của tất cả các cái hội đồng lập pháp trên các tiểu bang nữa. Có những điều rất là khó. Ví dụ như tôi nói là có một cái tiểu bang nào đó tuyên bố tách rời khỏi Hoa Kỳ thành lập một quốc gia. Tức là họ không muốn dính, díu, dính líu tới Hoa Kỳ đi. Thì quý vị không những là 2 phần 3 phiếu Hạ viện 2 phần 3 phiếu của Thượng viện mà còn là 2 phần 3 phiếu của các hội đồng lập pháp của các tiểu bang nữa. Và trong đó phải ít nhất là 38 tiểu bang đồng ý. Tức là cũng chiếm khoảng 2 phần 3 cái khối phiếu của các tiểu bang nữa. Tức là có những cái chuyện nó còn khó hơn cả chống số. Thì do đó cái việc tu chính hiến pháp hay là có những cái đạo luật đó nó đòi hỏi như vậy. Tuy nhiên có những cái luật đã được ra thì hạ viện có quyền tu chính Hạ viện có tỷ quyền tu chính, ví dụ những cái luật ra cách đây 2 chục năm, bây giờ nó không còn thích hợp nữa và nó gây ra những cái trở ngại gì, thì hạ viện có thể thông qua và tu chính lại. Và thượng viện cũng vậy. Thì quý vị, đây là cái cái hình thức gọi là một cái cơ chế giám sát lẫn nhau giữa thượng viện, hạ viện và hành pháp. Nó chưa có liên can tới tối cao pháp viện đâu. Nhưng mà nếu có kiện tụng thì sẽ tới tới cao thấp viện, còn nếu không có kiện tụng thì giữa hành pháp và lập pháp mà thôi. Thì quý vị, đây là một trong những cái nét độc đáo của tam quyền phân lập, tức là quốc hội tức là lập pháp kiểm soát hành pháp, ngược lại hành pháp cũng có quyền gọi là phủ quyết tất cả những cái gì ở dưới quốc hội. Thì quý vị, đây là một cái cái một cái gọi là giám sát rất chặt chẽ và cái vận hành của quốc hội Hoa Kỳ nó đi theo cái chiều hướng này cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này hy vọng rằng cái bài nói chuyện của phong sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra trên sàn quốc hội của hoa kỳ đặc biệt là ở hạ viện để quý vị hiểu rõ thêm về cái vai trò của quyền chủ tịch hạ viện thứ hai là cái tại sao phải bầu gấp như vậy và thứ ba là cái quy tắc của sàn hạ viện cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.